Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã tới với Minecraft Gà Sinh Tồn. Thì như bạn thể thấy đấy là những cái clip Minecraft cũ của mình ấy, mình đều để ở chế độ riêng tư rồi. Có nghĩa là từ bây giờ các bạn sẽ không thể nào mà xem được những cái clip Minecraft cũ của mình nữa. Và đây sẽ là cái clip Minecraft đầu tiên coi như mình làm lại từ đầu. Bởi vì là có rất là nhiều bạn nói với mình đấy là: anh ơi, anh chơi đi chơi lại mấy cái series hoài, em xem em lại xem đi xem lại em chán lắm rồi. Đấy, vì thế mình để chế độ ẩn để cho các bạn không thể xem được nữa. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chơi với chế độ sinh tồn này, rồi từ từ chúng ta sẽ chơi những cái mod khác sau nha. Bây giờ các bạn có muốn xem lại những cái mod đó cũng không được đâu. Và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho mình thay vì việc là các bạn kệ mình. Đấy, thì mình chỉ sợ là mọi người sẽ không xem video của mình nữa thôi. Còn nếu mọi người mà vẫn xem Minecraft của mình nữa thì mình vẫn làm nha. Còn nếu mọi người không xem nữa thì mình sẽ không làm nữa. Ok, và hiện tại là mình đang chơi ở cái bản 1.14 nha các bạn. Nghĩa là bản này nó mới ra luôn đấy. Vì thế mình quyết định là mình chơi luôn. Hồi trước là mình chỉ chơi ở những cái bản gọi là 1.7.10 thôi, 1.8 thôi. Hồi đấy mà nó đánh liên tục được. Còn những cái bản từ 1.9 đấy, các bạn sẽ không đánh liên tục được. Thôi không lằng nhằng nữa, chúng ta cũng bắt đầu vào game nào. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một thế giới mới nha. Mình sẽ đặt tên thế giới này là Gà Sinh Tồn. Chế độ chơi là sinh tồn nha. Tùy chọn các thế giới khác. Thì mình xin phép mọi người là cho mình lấy dương thưởng nha. Và không biết là các bạn đây mình sẽ tắt này đi, tắt bật tắt rồi, không biết là các bạn có chấp nhận cho mình xài Keep Inventory không. Nếu các bạn đồng ý thì các bạn comment ở dưới nha, và nếu các bạn không đồng ý thì các bạn cũng comment ở dưới để mình biết. Và mình hy vọng là clip này đạt được 5.000 like. Ok, let's go. Wow, các bạn có thể thấy là bây giờ nó có một cái chế độ load map cực kỳ mới rồi này các bạn. Đây là lần đầu tiên mình biết đấy. Hồi trước mình chơi mấy cái bản cũ ấy, thì mình không có thấy mấy cái này đâu. Có vẻ như mình đã trở thành người tối cổ rồi các bạn ạ. Rồi, đây thì skin quen thuộc của anh em đây. Skin gà sinh tồn quen thuộc của các bạn đây. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục gà sinh tồn. Ua, ngoài kia nó có gì kìa anh em. Nhưng mà có vẻ như là mới vào thì mình đã được spawn ở một cái chỗ nó khá là ok đấy các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ nghe nhạc của game thôi nha. Mặc dù là nghe nó hơi chán nhưng mà mình thấy là nghe nhạc, mấy cái nhạc EDM ấy nó dễ bị bản quyền lắm các bạn ạ. Vì thế mình sẽ lấy cái nhạc game để mình nghe luôn nha. Ở chết. Đây, mình sẽ vào, mình sẽ tận dụng tất cả những cái đồ mình có thể nhặt được ở xung quanh đường, cũng như là những cái thứ khác. Mới vào thì đã có mấy con cừu ở đây các bạn. Nhưng mà ngoài kia nó có một cái gì kia. Mình thấy ngoài kia thì cũng có mấy con kẻ xấu đấy các bạn. Mình cũng không biết nữa. Cái này nó có kết hợp với lại một số cái nó gần như là mod rồi các bạn ạ. Ôi con gì đây. Ui nó cầm nó. Chạy. Thằng kia nó cầm nó anh em ạ. Ui. Chạy ra. Chạy ra, mình nghĩ là không nên đối đầu với chúng nó các bạn ạ. Nó cầm vũ khí là đuổi mình. Chạy là thượng sách các bạn ạ. Hoặc là mình sẽ dụ nó vào cái chỗ nào tối tối thì mình sẽ hấp nó. Như đang ở để chế độ bình thường hay sao. Mày, mày này. Thằng này. Ua đau. Đau. Thợ săn quái vật. Ủa, hình như là mình đang để ở cái chế độ gọi là... Từ từ đã, tùy chọn này, độ khó bình thường nhá. Mà tại sao nó không tấn công mình đã? Mình tưởng là mình đang để ở chế độ bình yên đấy, cho nên nó không tấn công mình. Nhưng mà ai ngờ là để ở chế độ bình thường mà nó vẫn không tấn công mình. Đúng là một người tốt các bạn ạ. Hay là mình giết nhầm rồi? Các bạn ơi, đấy là người tốt hay người xấu vậy? Thực sự là mình không biết nha. Với cả là mình biết chắc chắn là sẽ có nhiều bạn kêu mình cài mod này mod kia vào ấy. Tuy nhiên là mình muốn chơi ở cái chế độ bình thường. Đến khi nào mà mình thịt con rồng đã, mình thịt xong con rồng rồi chúng ta sẽ bắt đầu cài mod và vào chơi sau nha mọi người. Đấy, các bạn yên tâm đi. Nếu mà các bạn muốn mình làm Minecraft dài và lâu cho bạn xem ấy, thì mình vẫn sẽ làm cho bạn xem. Chỉ cần các bạn ủng hộ cho mình thôi là chắc chắn với các bạn là mình sẽ làm rất là dài, vô tận luôn. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ... Ui, mình có cái nỏ này. Hình như là cái nỏ của nó không có tên hay sao các bạn. Ui. Căn bản là chưa có tên nên chưa bắn được nha mọi người. Cái nỏ này chưa có tên nha anh em. Rồi, chưa bắn được. Thôi kệ đi, cứ cầm đã. Cái nỏ này có thể chế tạo được không ta? À, với cả đây nó có mấy cái gọi là cái này này. Các bạn có thể chế tạo đồ rất là nhanh nha mọi người. Đấy, chế tạo đồ rất là nhanh từ những cái này. Đó, nó giống như kiểu là cái mod not enough item ấy. À, bây giờ thì Minecraft đã phát triển với cả nó khác với ngày xưa rất là nhiều ấy. Cho nên mình cũng không có gọi là chuyên như ngày xưa đâu. Nhưng mà cái vấn đề đầu tiên là các bạn biết thừa là chúng ta cần phải có gỗ cũng như là có đá rồi. Đấy là vấn đề gọi là muôn thuở rồi các bạn ạ. Ồ, rồi đây là nó ra đất đất nặn, đất sét gì đấy. Không phải là đá các bạn đây. Đầu tiên là anh em phải kiếm đá nhá. Bởi vì không có đá là sinh tồn thì cũng như không rồi. Và cố gắng qua đêm đầu tiên. Nhưng mà qua đêm đầu tiên mình chắc chắn với các bạn một điều đó chứ là chúng ta sẽ
không có nhà ngay đâu, chắc phải mấy tập nữa mới xây được nhà các bạn ạ. Nói chung là cứ từ từ cố gắng hoàn thành cái series này càng nhanh càng tốt. Và mới vào thì mình đã có sắp từ nhá mọi người. Mới vào là khá là suôn sẻ. Đây gọi là vạn sự, à bình thường người ta hay có từ là vạn sự khởi đầu nan, nhưng là đúng là cái sự khởi đầu mới hoàn toàn của mình á, cho nên là mình được gọi là rất là được quan tâm và chăm sóc đến từ để thế này thì mới đặt lên cái là nó biến mất luôn, cho nên phải để làm dấu tí nữa xuống đào sắt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm một cái cúp sắt. Wow, dễ ghê ha. Từ hồi nó có cái này thì mình thấy là mọi thứ nó dễ hơn đấy. Rồi làm một cái kiếm sắt, à kiếm đá. Kiếm này nhìn đẹp thế, nhưng mà bây giờ cái kiếm này ấy, mình không thể chém liên tục được các bạn ạ. Thế là phải chém xong nhá, các bạn phải đợi nó đầy cái kiếm này. Đây, chém xong các bạn đợi đầy cái kiếm này đấy, chém tiếp thì đao nó mới to các bạn ạ. Chứ các bạn chém liên tục thì đao nó không được to đâu. Đó. Và các bạn cuống nhảy lên chém như thế này ấy thì cái đam nó sẽ tối đa nhất. Ui trời ơi, trời ơi chém thế chết. À phân bản ở cái phiên bản này thì thịt cừu cũng đã có rồi, mình chơi hồi trước mình toàn chơi mấy cái phiên bản cũ ấy, phiên bản 1.7 ấy, cho nên là thịt cừu nó chưa có. Hình như là từ 1.9 nó bắt đầu có thịt cừu rồi các bạn ạ. Đấy, nói chung là có rất là nhiều thứ hay ho mà mình chưa biết, cho nên là bây giờ phải tìm hiểu lại từ đầu các bạn ạ. Đó, kiểu bây giờ mình đúng chất là gà sinh tồn luôn, và trước giờ thì vẫn là gà sinh tồn cho nên là không cãi được. Và bây giờ chúng ta cần phải làm một cái giường các bạn ạ, nhưng mà kiếm thêm sắt thì cũng ok đấy, nhưng mà cần làm một cái giường hơn nhé mọi người, bởi vì là lúc đầu là phải có giường. Và chắc là mình sẽ chọn cái chỗ này làm cái chỗ sinh tồn luôn, nó rất là tuyệt vời. Có rùa này các bạn, vãi rùa hay sao này. Ôi ở dưới có cả rong biển đó, mình tưởng là mình đang chơi mod không đấy các bạn. Mấy cái lá là rung rinh này. Có loại cá mới nữa kìa. Trời, nó cập nhật bao nhiêu thứ rồi, bây giờ mình không có để ý ấy các bạn. Có con rùa này. Được đấy chứ nhờ. Tuyệt vời đấy. Lên tới bản 1.4 này, không biết là trong đây có cái thứ gì mới so với bản 1.3 hay không, bởi mình cũng chưa có đọc. Chắc là mình sẽ phải cố gắng đọc, dành thời gian để đọc để mà hiểu các bạn ạ. Vì là bây giờ mình cũng đang gọi là chú tâm một chút vào Minecraft, và mình hy vọng là mọi người sẽ thích. Đây, mình sẽ làm một cái giường trắng nha. Mà mình nghe nói là ủa à trời ơi, mình cần phải làm thêm một ít cái này nữa đó. Rồi làm được cái giường chưa, cần có ba cái len. Ủa thế này là làm được cái giường rồi mà, màu trắng đúng không đó. Sau đó chúng ta có thể nhuộm màu cho cái giường này, mình nghĩ là mình nên nhuộm cho cái giường này màu hồng các bạn ạ. Nhưng mà ở đây thôi nhuộm giường vàng đấy nhá, nhuộm rừng vàng đi. À có gà sinh tồn kìa, nhưng mà vẫn như là thường lệ thôi anh em, có nghĩa là chúng ta sẽ không giết gà nhá. Mình là gà sinh tồn nên mình sẽ không giết gà. Đây mình nghe nói là cái giường này có thể nhuộm được đó, mình nhuộm lên cái giường vàng này anh em. À đẹp ghê ha, đầu tiên nhuộm giường ở trong Minecraft nếu như mình nhớ không nhầm nó là như vậy. Và hình như là chỉ có thể nhuộm cái giường màu trắng thành cái giường màu khác thôi các bạn ạ, còn khi các bạn đã nhuộm nó thành màu vàng rồi thì các bạn sẽ không thể nhuộm thành màu trắng nữa. Thì vậy để mình thử nhuộm lại xem được không nhá. Đó, nghĩa là khi cái giường mà nó chưa có màu ấy thì các bạn có thể nhuộm cho nó được, nhưng mà sau khi mà nó đã thay đổi màu sắc rồi thì các bạn sẽ không thể nhuộm nó nữa. Ok anh em, dễ mà đúng không. Ở đây mình sẽ làm một cái lò. Đó, làm một cái lò để sát đây. Rồi sau đó là mình sẽ chuẩn bị xuống dưới cái hang này để kiếm than cũng như là kiếm đồ linh tinh. Và hiện tại mình đã bị đói rồi các bạn thấy không, đói quá nhanh luôn. Các bạn hạn chế chạy nha. Không biết là mình có nên để khóa chỗ bình thường không, bởi mình không có tự tin vào cái khả năng của mình lắm các bạn ạ. Hoặc là theo như các bạn biết ấy, là gà sinh tồn thì thường phải chơi cái chỗ độ dễ thì nó sẽ hợp lý hơn nhá. Mình sẽ ăn bánh mì đã. Wow, bánh mì thật thơm ngon. Tuyệt cú mèo. Rồi, chúng ta sẽ xuống cái hang ở dưới đây. Và các bạn biết thừa là mình hay đi lạc rồi nhá, cho nên là đôi khi mà mình có đi lạc mất cái nhà của mình thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Rồi. Ủa, có một con creeper ở đây. Không sao. Nổ đi, nổ đi. Ui, cái tiếng trong đây ghê vậy. Đấy chà. Chém thứ ba. Ôi, nó nổ luôn rồi. Rồi, nó nổ thì rơi than ra. Mình nhặt than và sau đó là mình sẽ làm cái đuốc cho anh em nhìn. Đó. Phải có đuốc nhìn mới rõ các bạn ạ. Chứ không có đuốc là anh em lại bắt đầu chửi mình ấy. À, đuốc sáng. Có rất là nhiều than ở đây, cũng như là có rất là nhiều sắt ở đây. Quan trọng là phải có than và có sắt thì chúng ta sinh tồn nó mới tốt được anh em ạ. Đây gọi là cái gì nhỉ? Đầu xuôi đuôi lọt đúng không mọi người? Mình hy vọng là mình sẽ đánh cái con rồng nó cũng lọt lọt như thế.
Nhưng mà các bạn lưu ý nha, không phải là hôm nào mình cũng làm Minecraft đâu. Bởi vì dạo này mình có rất là nhiều thứ phải làm, cho nên là lâu lâu mình sẽ làm một clip Minecraft. Nhưng mà nếu các bạn mà vẫn chia sẻ nó mạnh cho mình á, chia sẻ mạnh với cả là like nhiều thì mình sẽ làm nhiều cho các bạn xem hơn. Những cái clip cũ mình đã xóa hết đi rồi. Mình à không phải xóa mà mình để nó ẩn đấy, mình cũng không có tiếc ở đâu. Các bạn tiếc thì bạn nào chưa xem mới tiếc thôi, còn các bạn nào mà xem rồi thì chắc là các bạn cũng sẽ quên thôi. Và một thời gian nữa thì chúng ta sẽ làm những cái series khác nó tương tự như vậy cho các bạn quên đi đã. Chúng ta sẽ làm lại những cái series đó cho các bạn xem lại, các bạn sẽ có cảm giác nó mới hơn. Bởi vì là nếu bây giờ mình làm lại những cái series đó thì các bạn sẽ xem lại những video cũ rồi các bạn sẽ kêu là xem chán rồi. À, bây giờ thì tôi xóa đi rồi thì còn lâu các bạn mới xem được nhá. Đó, các bạn thấy mình thông minh không? Quá thông minh luôn. Ha ha. Đó, đào cái đống này. Đào cái đống này. Rồi. Với cả là mình cũng sẽ không edit nhiều đâu nha mọi người. Mình cũng sẽ không edit nhiều đâu, mình muốn Minecraft sinh tồn là một cái nó thuần túy á cho các bạn xem cho nó dễ. Lẽ ra là mình cần phải đào thêm một ít đá nữa. Đây, để mình xuống mình đào thêm ít đá nữa. Vẫn là cái chỗ vừa nãy thôi. Đào thêm một ít đá nữa thì làm thêm cái lò nữa các bạn ạ. Bởi vì mình có nhiều cái lò và những cái công dụng nó khác nhau. Tuyệt vời. Mới vào thì cái khu này theo như mình thấy ấy, thì cái khu này là một khu rất tuyệt vời. Một cái để đun đồ ăn này, cái để đun đồ ăn này. Chúng ta sẽ chia một nửa số than ra để đun đồ ăn. Một nửa thì chúng ta sẽ dùng để đun sắt. Từ từ là mình sẽ làm cả một cái nhà máy sau. Bây giờ thì cứ bình tĩnh đã để đun đồ ăn trước này. Với cả là đun sắt trước. Đun sắt này cũng chỉ cần than thôi. Rồi. Bây giờ thì khá là nhiều ngựa ở khu này. Mình đã nhìn qua một chút rồi xem cái khu này có tuyệt không. Và thực sự là nói thật với các bạn là cái khu này nó cực kỳ là tuyệt đẹp luôn. Hồi trước là mình mà chơi Minecraft sinh tồn thì mình thích nhất là những cái khu như thế này luôn đấy. Mà tiếc quá, bây giờ thì muốn kiếm một cái khu như này thì nó hơi khó. Bởi vì là phải cực kỳ là may mắn thì mới ra là khu này. Và chắc là mình sẽ đi qua kia một chút để mình xem nó là cái quái gì nào. Nhưng mà trước tiên thì có khi là mình sẽ phải làm một cái xẻng. Có biết làm xẻng để làm gì không? Để mình làm nông các bạn ạ. Đúng rồi, phải làm nông anh em ơi. Đúng rồi, làm nông để có gì còn có gạo, có lúa gì để ăn nhá. Rồi mình sẽ bắt đầu đập những cái này ra. Nó sẽ ra hạt giống. Đó, thấy không? Mình sẽ làm một cái liềm, không phải cái liềm mà là cái cuốc, đúng rồi. Cái cuốc bằng gỗ. Mình sẽ làm một cái cuốc bằng gỗ. Đúng thế, và chắc là mình sẽ đi ngủ các bạn ơi. Trời tối thì zombie nó sẽ xuất hiện. Các bạn biết thừa điều đấy rồi đúng không? Trời tối zombie sẽ xuất hiện, vì thế mà chúng ta nên có một giấc ngủ thật sâu tới sáng luôn. Mình thật là thấy là vô lý nhá. Là tại vì sao mà chúng ta ngủ đây mà bọn zombie nó không vào nó bóp trứng cút của mình? What? Ai có thể giải thích cho mình cái vấn đề đấy không? Lẽ ra là trong đêm ngủ giữa đồng không mông quạnh thì cái tỷ lệ mà bị bóp trứng cút nó sẽ càng cao chứ đúng không mọi người? Thế quái nào mà ngủ thế này mà zombie nó không tới, nó không lại, nó ghé thăm nhỉ? Hơi kỳ lạ ha. Không biết là mấy cái này công thức nó có khác không? Bởi vì là nếu như mình mà có quên công thức thì bạn nào biết thì các bạn cũng nhắc mình nha. Mình xin anh em ấy đừng chửi mình. Bởi vì mình cũng kiểu, mình các bạn biết thừa là mình chơi cái game này nó gà vãi, nhưng mà căn bản là cũng còn nhiều kêu chơi, nhiều người kêu chơi quá, cho nên là chơi thôi. Đó. Đây sẽ là cái vườn tạm thời của mình. Từ từ mốt sẽ có những cái vườn nó tự động sau nha. Vì là căn bản là bây giờ vẫn còn gà lắm anh em ạ. Cho nên là mấy cái tự động thì để bình tĩnh. Mấy cái nào dễ làm thì làm trước, mấy cái nào khó làm thì để sau. Đó. Cái tiếng động ở trong cái trò này nó cũng khác so với lại cái tiếng động của phiên bản này á. Nó cũng khác so với mấy cái tiếng động của phiên bản cũ bạn ạ. Đó. Sao, làm nông nhá mọi người. Ok, đủ 10 chỗ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên cái tòa tháp kia xem nó là cái gì nào. Ok, và bây giờ ui, vãi, mình đang định tin lên cái tòa tháp của chúng nó nhưng mà chúng nó đi săn mình rồi các bạn ạ. Vãi, mới vào đã bị đuổi rồi. No, help me. Tôi em cho anh cái này. Ui nó bắn. Ê, chạy chạy. Ui bọn này nó có độc ác không các bạn? Bọn này bọn gì vậy? Bọn này cường đạo ác bá à? Vừa vào đã đuổi mình rồi. Ui nó bắn nhau à? Mình nghe tiếng nó hào 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 không biết có bắn nhau không? Ui đấy. Với tụi bọn này bắn nó hơi sida, nó bắn toàn trượt thôi anh em ạ. Đây là chưa bị trúng phát nào. Chưa bắn tao đúng không? Tao lên tao cứ ui, đông lắm. Trời ơi, sao huyệt tôi. Sao huyệt của thổ phí đấy các bạn ơi. Ây da, đừng bắn em, đau quá. Chạy. Ui đông lắm các bạn ạ. Một đàn luôn đấy.
bọn này nó là người tốt hay người xấu ấy nhở? Nhưng mà nó bắn mình sao nó là người tốt rồi. À nhầm, nó bắn mình sao nó là người xấu ấy các bạn ạ. Ủa đấy có nhiều cá, nhiều loại cá ghê luôn các bạn ơi. Hồi trước mình chơi nó chỉ có một loại cá thôi, nhưng bây giờ thực sự là rất là nhiều loại cá khác nhau. Bọn này nó đuổi dai vậy. Chạy SML nó vẫn đuổi các bạn ạ. Mình là có cá mập không ta? Nhưng mà cái này nó úp đét dòng biển này. Ok, có nghĩa là thoát rồi. Ui, sao nó đuổi lì vậy? Mình không giết được chúng nó đâu. Mình chắc chắn với các bạn một điều là mình sẽ không giết được chúng nó đâu. Vì thế mình cứ chạy thôi. Rồi, chắc là hết đuổi rồi. Ui, vẫn đuổi các bạn ạ. Phát này đuổi gì, đuổi lầy vậy? Lầy lội. À, hay nha các bạn ơi. Ở cái khu này nó có đất sét. Khu này nó có đất sét thì nó rất là tuyệt vời đấy. Có đất sét thì nó sẽ khiến cho chúng ta làm được những ngôi nhà bằng gạch cực đẹp. Tuyệt. Hay, mình cũng đã khám phá thêm được cái điều nó mới rồi. Được đấy, được, hấp dẫn đấy các bạn. Có khu nhà đất sét là nó hấp dẫn rồi. Mình khá là thích cái khu nhà đất sét này. Và tạm thời mình đã lừa được một bầy nó ra bên kia rồi. Còn một bầy nữa thì không biết chúng ở đâu. Nhưng mà tạm thời thì cứ như thế đã. Nó cũng tạm thời là tuyệt vời các bạn ạ. Ở cái khu này thì xây nhà, xây cửa thì đẹp này. Làm những cái công trình kiến trúc thì nó cũng đẹp này mọi người. Được đấy. Nói chung là cái khu này thì chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ. Và có thể là... Đúng rồi, có thể làm rất nhiều thứ và những cái thứ hay ho khác sẽ xuất hiện ở đây. Rồi, tạm thời thì mình sẽ dừng cái clip này đây nha. Và nếu các bạn thấy thích cái series này, gà sinh tồn của mình, thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì goodbye.